Và nói đến sân chơi của những người trẻ yêu điện ảnh thì chắc chắn là mọi người sẽ nhớ đến 321 Action. Và không chỉ tiếp tục góp phần tìm ra những nhân tài của đất Việt mà trong lĩnh vực điện ảnh phim ngắn, mà cuộc thi năm nay còn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bởi những người thắng giải sẽ có cơ hội tham gia Liên hoan phim Cannes 2019. Bên cạnh đó thì cũng có một thông tin mà tôi nghĩ là các đội chơi đều rất là cảm thấy vinh dự, khi mà họ sẽ nhận được sự tư vấn đồng hành trực tiếp từ những chuyên gia, những nhà làm phim chuyên nghiệp như là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà biên kịch Trần Nguyễn Thiên Hương và nhà sản xuất diễn viên Ngô Thanh Vân. Họ đều là những gương mặt đình đám trong giới làm phim Việt. Dù tất bật với bao dự án, họ vẫn đồng hành cùng những người trẻ làm phim ngắn. Thể loại vốn không bó hẹp phong cách, đề tài, nhưng để làm cho hay giữa thời buổi phim ngắn xuất hiện ồ ạt như hiện nay càng là điều không dễ. Là một nhà sản xuất thì Vân cũng nhìn một số sản phẩm ở một cái khía cạnh nào đó mang một chút xíu tính chất giải trí thị trường. Nhưng mà là một cái người cũng xuất thân từ diễn viên thì Vân thấy cái việc một cái bộ phim dù ngắn hay dài mà nó đem lại cho mình cảm xúc thì điều đó vẫn là điều quan trọng nhất. Làm phim ngắn chính là lối tắt tiến đến phim truyện dài. Đối với những bạn trẻ đam mê lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy đã dám thử sức ở cuộc thi 321 Action, nó còn là cơ hội để các bạn thử sức mình như một nhà làm phim chuyên nghiệp. Bản thân như Mai Thu Huyền thì rất là quan tâm đến các tài năng trẻ, bởi vì nếu như các bạn, thực ra cái độ tuổi trong cái giới nghệ thuật thì nó không quan trọng, không có nghĩa là sống lâu lên lão làng, mà những người trẻ nếu như họ thực sự giỏi, thực sự tài năng thì cái cơ hội cho họ rất là lớn. Ngoài việc giành được giải thưởng lớn bằng hiện kim, đội trưởng của đội thắng giải vàng trong 321 Action 2018 còn được cùng ban tổ chức tham dự Liên hoan phim Cannes 2019. Cơ hội quý hơn vàng này đã thuộc về Visor Team với tác phẩm Đền một ước mơ. Không những thế, đây cũng là nhóm các bạn trẻ đã xuất sắc nhận về năm giải thưởng. Bản thân Lan Lan cũng thích những cái kịch bản mà nó ngắn, nó xúc tích, nó ngắn, nó gọn, xúc tích nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa nhất định cho người xem. Và năm nay Lan đang triển khai để mà làm một cái phim ngắn mang một cái tính chất nó không có giải trí nhiều. Tại vì cái gu của Lan thì nó không phải là gu giải trí mà nó là một cái gu xem và phải suy ngẫm. Được biết đã có hàng ngàn tác phẩm được gửi đến 321 Action 2018, nhưng chỉ có 21 phim lọt vào vòng chung kết. Với những nỗ lực và sáng tạo không giới hạn, rõ ràng chúng ta có quyền kỳ vọng nhiều hơn vào con đường khởi nghiệp từ phim ngắn tại Việt Nam.